làm gì đó? Không à. Dạ. Đang ngắm nhìn. Anh nhìn cái gì? Anh nhìn lúa sớm đông bông ngã ngọn trong sương, mà lòng như dấn lên một niềm vui vô ta. Bỗng nghe biết chân có ai đi nhẹ nhẹ, khi quay lại sau lưng thì ngỡ đó là em Hồng. Mới sáng sớm em đi đâu, một tay thì xách chiếc lồng chim, còn tay kia xách giỏ rau dừa. Dạ. Em thiệt đúng là một cô gái quê kiểu mẫu. Anh khen tặng qua lời đàn mà gió em mắc cờ. Sáng hôm nay mặt trời lớn đẹp quá, sương lam đầu đôi má em hay hay như ánh mặt trời lên sao, mái nhà tranh nho nhỏ đồng sương mờ. Anh ngồi xuống đây nghe em nói chuyện này, con sao em nuôi mơ vừa tập nói em dài giờ lòng ba. Nhìn em rỡ ràng với nụ cười tươi, đang nhìn anh với ánh mắt sáng ngời. Anh nghe lòng mình sao xuyến một niềm vui, như muốn trang hòa theo mùi hương lúa chín. Đồng đồng rồi chứ bộ à. Thì anh có nói gì đâu, nhưng mà lúa của anh là lúa ngắn ngày mà. Gió thoảng hơi sương sương bay trong gió, bông lúa đường là lọ trên đồng. Bông lúa tóc em được ngát nồng, em tặng cho anh con chim sao nhỏ mà em đã nuôi nó từ dạo cuối mùa thu. Mỗi khi đi ruộng về anh đứng trước lòng chim, nhìn con sao nhỏ đang rè lông tập mà nói. Mỗi khi nhớ tới em anh hãy nghe nó và trước giọng người với ba tiếng chị Hồng ơi. Hồng à. Dạ. Con sáo gọi chị Hồng ơi.
thì tại sao em không dạy thêm cho nó nói ba tiếng anh thanh hỡi? Em tập nó nói rằng ba tiếng chị Hồng ơi, để nó nhắc anh nghe mỗi ngày. Phải nhớ tới Hồng nè, chứ đừng nhớ tới ai, cô Sáu, cô Mười hay cô Huệ, cô Mai. Hồng ơi, em là người máu mực, em như là thần tượng của anh. Hết thấy bà con lối sớm xa gần, ai cũng đều mến em mà. Nhớ một mình em cũng đủ lắm rồi, lửa phải còn nhớ ai? Anh Thanh ơi, mới hồi kia hôm qua đó, khi em vừa cho tầm ăn xong thì má kêu em lên nhà trên á, má hỏi. Sao vậy em? Má hỏi vậy chứ, thằng Thanh con anh Năm Ngữ đó, mày có ưng không thì trả lời ngay, để tao trả lời với anh. Để anh nhờ mai mối lo gì con nhân đoài đưa được vô. Cho rồi em trả lời sao? Em đứng một hồi lâu rồi em nói. Thế nào? Dạ, dạ con bằng lòng. Ừ, bằng lòng cũng làm cho người ta hết hồn mà. Rồi cái má nói. Má? Nhưng mà má của ai? Thì má của em, mà má của em cũng là má của anh chứ bộ à. Ừ, chứ sao? Má nói Hồng à, con răng lo ruộng rậy xong xuôi, đừng còn lo mua sắm tên. Mà cái Tết năm nay là cái Tết huy hoàng. Một cái Tết huy hoàng, anh biết rồi mà. Ủa mà hôm ba má của đứa nói là cuối tháng Chạp sẽ làm đám cưới mà em. Vậy chứ sao? Anh sẽ giờ gì Tư Thình đại diện bên trai, còn em thì có cậu Tư Mẹo làm chủ hôn bên gái. Nhưng anh chỉ sợ nhất là một chuyện. Chuyện gì vậy hả anh? Má em á, má ở theo xưa, bắt anh phải mặc áo dài đen nè, đội thước cá kho. Trời ơi cực lắm em à. Có gì đâu mà kẹt. Em nói anh nghe nè, muốn cưới vợ phải chịu cực khổ, bực mình chút đỉnh, có ăn nhầm cái gì đâu. Anh biết vậy rồi, thương nhau chẳng ngại gian nan, uống chi những chuyện của con tầm thường. Đó rồi, mỗi sáng tinh sương, hai đứa ra ruộng cuốc nương cuốc dòng. Thấy em nên vợ nên chồng, con Sáu trong lòng cũng gọi chị Hồng.